nỗ lực bất thành của Amazon. Xe bay, robot biết đi lại và các cửa hàng không tiền mặt, chỉ có một trong số những ý tưởng mà chúng ta thường thấy trên các bộ phim viễn tưởng thực sự được đưa vào cuộc sống. Mặc dù hứa hẹn sẽ mang tới nhiều giá trị, thậm chí làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, song tương lai của các cửa hàng không tiền mặt tại Mỹ vẫn ngày càng ảm đạm. Ngày mùng 7 tháng 5 vừa qua, công ty khai trương cửa hàng Amazon Go mới nhất tại thành phố New York, vốn là hệ thống cửa hàng không trang bị quầy tính tiền cũng như nhân viên thu ngân. Thế nhưng bên cạnh phương thức thanh toán tự động, tại đây cũng bất ngờ chấp nhận cả tiền mặt. Bằng cách chấp nhận thêm phương pháp thanh toán, Amazon Go sẽ thu hút thêm người dùng tới mua sắm tại cửa hàng. Điều đó thuận lợi cho họ và cả chúng tôi nữa. Cameron Janes, phó chủ tịch mảng bán hàng của Amazon cho biết. Thế nhưng, động thái này của Amazon cho thấy sự tồn tại của phương pháp thanh toán tiền mặt chẳng dễ gì bị thay thế. Cần nhớ rằng mô hình Amazon Go đã được công ty giới thiệu và triển khai từ cuối năm 2016. Trong suốt một thời gian dài như thế, ngay cả Amazon, một trong những tập đoàn có giá trị nhất thế giới, được điều hành bởi tỷ phú giàu nhất thế giới, cũng không thể một tay lay chuyển bằng sự quyết tâm và nỗ lực của họ, dù đã đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc. E.T.G.S.E.N, chuỗi cung cấp salad tại Mỹ cũng từng tiến tới thanh toán, không tiền mặt vào năm 2016, nhưng cũng sớm phải quay đầu thanh toán không tiền mặt có nhiều ưu điểm, nhưng lại nảy sinh nhiều hệ quả không lường trước. Do loại bỏ những khách hàng thích hoặc chỉ có thể chi trả bằng tiền mặt, đại diện của SDUEETGZEEN cho biết. Không chỉ gặp vấn đề về triển khai, mô hình thanh toán không tiền mặt còn gặp nhiều thách thức từ giới chức và chính quyền địa phương do có thể cho phép người tiêu dùng gian lận tài chính, đến từ các bước thanh toán có thể không thông qua tài khoản ngân hàng hay thẻ tín dụng. Nguyễn Nguyễn